cá lăn nướng muối ớt là món ăn khiến thực khách cảm thấy thích thú khi thưởng thức. Hoa hậu Mai Phương có những trải nghiệm thú vị tự tay chế biến món ăn này với sự hướng dẫn của đầu bếp Ngọc Thuận trong chương trình Hành Trình Hương Vị. Mời quý vị đón xem vào lúc 19h40 phút Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.